lệch sang bên này nên là rất khó đi vào đây. Đây là cuốn trên rồi, đây là cuốn giữa nhá. Đang đi lên trên, đây sẽ là cuốn trên rồi. Phòng dưới này, đây là cuốn trên. Cuốn dưới này là cuốn trên. Và bệnh nhân sẽ đỡ dễ thở hơn. Và trong cái kê thuốc mũi xoa thì mình sẽ thường kê cái này trước khi mình rửa mũi, bởi vì là để khi mà cái hốc mũi nó rộng rãi và thì mình có thể rửa và sâu hơn và sạch hơn đấy. Và nhiều bệnh nhân thì lạm dụng cái thuốc này để mà để cho đỡ ngạt mũi, nhưng mà cái thuốc này nó sẽ không tốt, mà thường thì mình chỉ khuyến cáo dùng cho dùng dưới 5 ngày thôi, bởi vì dùng lâu nó sẽ gây ra viêm mũi bệnh này. Bạn này có đây nhá, vách ngăn của bạn này bên tay trái của mình là mũi trái này, nhưng mà vách ngăn nó không thẳng đúng không, đây nó có một cái nhô lên về trong góc mũi này, thì mũi cả bên đằng sau này nữa này, đây người ta gọi là máo vách ngăn. Máo vách ngăn này thường nó sẽ gây làm hẹp cái hốc mũi, và thường là các bệnh nhân người sẽ bị làm khó ngạt hay bị ngạt bên đấy hơn này, và khó thở bằng bên đấy hơn. Bạn này đúng là bạn này điển hình, bạn này đã bị ngạt mũi bên trái nhiều hơn. Đây có một ít cái sần ở trên góc 12 giờ, đây là VA có sót lại nhá. Đây là vòi, lỗ vòi là la vòi là lỗ vòi là ở góc 3 góc 3 giờ. Mình đây vừa la vòi. Cũng như thế em trọng em xác định chân bám cuốn giữa, đây thì vẫn chân bám rồi đúng không? Chân bám. Thì bên dưới là vách ngăn. Đấy, như thế tương tự như thế để mình xác định là mũi bên nào. Cái cờ trước này, cái cờ thẳng đứng từ góc từ 12 giờ đến 6 giờ ấy đang bỏ móc và tạo thành một cái phe để cuốn mũi giữa, thì đi vào sâu bên trong thì nó sẽ có một cái phòng này chính là bóng sàn. Thế thôi, không giả sử trong cái đường, làm sao mình phân biệt được lấy mình đi từ quần mũi giữa đi vào chỗ của góc của bóng sàn hay là chỗ của góc của cái trong cái gì thế, hai nhìn không giống nhau. Đây của em sao khá sạch, không không có dịch gì đâu. Thì bên mũi trái nó có một cái gai máu cách ngăn nên nó hay gây mình ngạt mũi về bên đấy, nhưng mà cái đấy không điều trị thuốc được, chỉ có mổ đi chỉnh cho nó cách ngăn nó thẳng lại, nhưng mà nếu mà không khó chịu quá thì không cần phải. Nghĩa là cái chỗ nào nhỉ? Cái chỗ mà khi mà mình nhìn cái xong giữa thì mình có thể vẽ vào phía trong hoặc phía ngoài, ra phía ngoài thì ra từ bóng sàn. Phía trong như này á, như này á, thì em bảo là xác định đâu là vách ngăn, đâu là cuốn mũi thì nhưng như thường là như này sẽ không bao giờ cái hình ảnh như thế này, vẽ cái hình ảnh này đi ra hướng ngoài hoặc là bóng sàn. Thường là sẽ không, thầy sẽ không hỏi như thế, bởi vì nếu mà chỉ cho một cái ảnh như thế cho mọi người, tất cả bác sĩ đang không xác định đấy là cái gì. Nó phải khi mà mình chụp ảnh ấy, thì mình phải có một cái mốc, phải rõ một cái điểm mốc nào đấy để mình xác định đấy là cái gì. Còn khi mà mình nhìn vào sâu như thế mà mình biết đấy thì thường là sẽ là soi trực tiếp thôi. Và các thầy cô sẽ không bao giờ hỏi, kiểu như hỏi tính đố các em là đây là cái gì mà thực ra nó là bóng sàn, vì hình ảnh nó cũng gây nhầm lẫn đúng không? Nên là khi mà chụp ảnh là phải nhìn rõ là cái mốc như chị bảo ấy, một là cái mốc là sàn mũi như này, hai là cái mốc ở trên này là phải nhìn thấy chân bám nữa. Có ít nhất là cũng phải đứng này thì các em sẽ nhìn được là đâu là cuốn mũi, ở đâu là cái nào, ở đâu là bên nào chứ. Không khỏi khó đến mức đấy, bởi vì như thế nó sẽ gây nhầm lẫn với cả bác sĩ lâm sàng ấy. Cái mũi này bị ngay cái khăn không nhìn lên phía trên, phía trên nó sẽ bị khó khăn này. Mũi sạch cũng không có dịch gì nữa.
nhưng mà làm sao bỏ móc thì nó sẽ làm có lỗ thông tự nhiên được sau này. Nó che đi một phần. Còn câu hỏi gì khác không?